Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Nguyễn Hợp Bonsai. Hôm nay thì Nguyễn Hợp Bonsai lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn đam mê cây cảnh nghệ thuật trên toàn quốc về một cái tác phẩm của Hội Sinh vật Cảnh thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đấy ạ. Tác phẩm có tên là Kỳ Mộc An Hương. Chất liệu là xanh Nam Điền nhé. Chủ sở hữu Đinh Quang Thìn. Đây số điện thoại đấy ạ. Bây giờ thì Nguyễn Hợp sẽ quay toàn bóng của cái tác phẩm Kỳ Mộc cho quý vị và các bạn thưởng lãm. Đây là toàn bóng của cây đó. Cây phải nói là cực kỳ là đẹp. Ở trong cái cuộc triển lãm tại thị xã Quảng Yên này. Tác phẩm này có cái thân pháp bố cục rất là hài hòa. Thì là do cây này thì được các cái nghệ nhân nhá làm phải nói là rất là đẹp. Đây quý vị và các bạn nhìn các cái thân pháp này, đây là bệ và các cái thân pháp đây, kể cả tay đòn nhìn rất là dẻo, rất là dẻo. Cây thì cũng chưa được già lắm quý vị và các bạn, cây này cũng thuộc dòng là bánh tẻ thôi. Chỉ là dòng bánh tẻ thôi, chưa được già. Cái này mà già hẳn đi thì con này thì nó gọi là cực phẩm. Đấy. Thần pháp tay đoàn quá là xuất sắc luôn. Kể cả là mặt bên này quý vị và các bạn, kể cả mặt bên này, cây này thì đẹp như thường thường, người ta nói là đẹp 4 chiều, mặt nào cũng chơi được, mặt chính được. Nhưng cái tác phẩm này thì Nguyễn Hợp Bonsai thì nhìn thấy rất là thoáng nhé. Rất là thoáng, nhìn từ bên dưới nhìn lên vẫn nhìn thấy thiên. Mà nhìn từ bên chơi nhìn xuống vẫn nhìn thấy địa. Cây này không phải là đẹp 4 chiều đâu, mà cây này nó phải đẹp 6 chiều. Cây này phải đẹp 6 chiều. Phải nói là cái tác phẩm nghệ thuật này của anh Thìn là tương đối là xuất sắc. Đây. Nhìn tay đòn rất dẻo, bố cục rất hài hòa, thân pháp rất đẹp. Nhìn hút hồn. Tổng bóng của phía xa ở đằng này đây, mình sẽ đứng xa một chút để mình quay review gửi tới quý vị và các bạn tổng bóng cây 4 chiều. Đây tổng bóng 4 chiều đây, đẹp. Mặt lão làm được, mặt chính để chơi được. Những cái u sụn là nói lên cái tên tuổi của cây ạ. Và những cái năm tháng của cây và cái độ già của cây mới được những cái u sụn, u biếu thế kia. Cái tác phẩm của anh Thìn này là quá là xuất sắc các bạn quý vị và các bạn. Nhìn nhá, tất cả bệ gốc và phối rất đẹp. Rất là nhịp nhàng. Rất là mỹ miều. Phía xa xa đây, ở phía sau đây thì gặp thấy một con xanh này trông cũng đẹp. Con xanh này của ai đây ạ? Cũng của anh Quang Thìn đấy ạ. Cũng vẫn là của anh Thìn nhé. Xanh này con này trực hoành. Tổng bóng của cây đấy ạ. Con trực hoành này của anh Thìn thì cũng đẳng cấp, cũng được của nó ấy. Con này thì cũng tương đối già. Con này cũng tương đối giá, được cái bộ bệ cực kỳ đẹp luôn. Tay đòn nói chung là không chê vào đâu được. Bố cục rất hài hòa.
Anh Thìn thì đợt này không biết mang ra có nhiều tác phẩm không, nhưng mà nhìn thấy hai cái tác phẩm nghệ thuật của anh Thìn này là phải nói là toàn hàng đẹp thôi. Đấy, bộ bệ này. Cái này vài năm nữa sẽ qua những năm tháng và sẽ thành trở thành u biếu rất là đẹp. Đây những cái điểm dị đi, những cái điểm dị ở đây rất đẹp. Nói chung là anh Thìn là khu vực Quảng Yên này là nhiều cây đẹp. Anh là nhất. Vâng, là nhiều cây đẹp. Hôm nọ thì Nguyễn Hợp Bonsai cũng vào nhà anh Thìn thăm nhà anh Thìn rồi. Anh Thìn thì có ít cây thôi nhưng mà cây đẳng cấp, cây chất lượng. Chơi cây là không cần nhiều, quan trọng là phải là chất lượng. Thì qua đây thì Nguyễn Hợp cũng rất mong quý vị và các bạn đam mê cây cảnh trên toàn quốc hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho Nguyễn Hợp Bonsai để Nguyễn Hợp Bonsai có nhiều động lực để đi quay review gửi tới quý vị và các bạn thêm nhiều cái tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.